Hôm nay xuống giống nha bà con ơi. Hôm nay xuống cho ông chú 60.000 con. Đây là mẫu 20.000 con trên ký. 60.000 con là 3 ký giống. Ông chú sẽ nuôi trong ao. Ao thả bèo. Đây là bèo cám và bèo tai tượng. Thả kín ao luôn. Ô, đằng kia có ấp cua vàng kìa. Ao này vẫn còn là ấp cua vàng. Đẻ trứng. Này phải bóp nó mới được. Thì ao thì mình diệt ốc thì nó cũng không thể nào hết được, nó sẽ còn lẳng lại, thì cứ mà lấy gặp nó đẻ thì mình bóp nó thôi, bóp và bắt nó, tối nó dạt vô bờ bắt thôi. Giờ cho quen nước nha bà con ơi. Giống thì mới đem về thì bà con cần phải cho nó quen nước, quen với cái môi trường mà mình quen với cái môi trường nuôi đó, cái môi trường mà hiện tại á. Thì đây là mô hình nuôi ao, ao phủ kín bèo luôn nha bà coi. Đây có bèo cám và bèo tai tượng. Bèo nhiều quá nuôi nó mới đạt. Ở đây thì bèo cám mình phun thuốc thôi, phun Atonit, rải thêm phân bón lá nữa. Ao này thì chuẩn bị cũng tầm tháng à, bên em cũng tư vấn và hướng dẫn đầy đủ cho ông chú ổng tát ao rồi gáy vôi. Việc mà gáy cải tạo ao á thì con ốc nó cũng như con tất cả các loại khác thôi, mà con cần phải tát tát xong rồi chúng ta diệt cá. Ở diệt cá nha, chúng ta diệt cá hay nuôi nó mới đạt, có cá hay nuôi nó không đạt trong ấy. Rồi giờ tiến hành thả ra nha bà coi. Thả thì con giống thì mà chúng ta sẽ thả từ từ nha, chúng ta sẽ không có đem mà đổ xuống phát một nó chìm hết ạ. Thì khi mà cái thùng mà bà con cứ nghiêng xuống cho nước vô, con nào nổi thì chúng ta sẽ cho nó nổi luôn. Những con nổi này nó sẽ tự nó bơi, còn những con chìm này chúng ta sẽ tìm một cái giá thể nào đó chúng ta thả lên. Đấy, bà con thấy là những con này nó nổi nè. Thì nó nổi là do là nó còn ôm không khí nha. Vậy con ốc thì nó có cái vỏ, nó có khả năng là ôm không khí vô cái bụng nó thì nó sẽ nổi lên thôi. Còn những con còn lại là nó đã nhả hết rồi, nó chưa có ôm được. Là những con này nó còn chìm, thì chúng ta mà đem mà đổ xuống lên không kịp đâu. Bây giờ chúng ta sẽ thả từ từ, chúng ta sẽ thả rải khắp ao luôn. Ở đây thì em sẽ thả lên cái tàu lá chuối. Thì cái giá thể thì bà con có thể là tận dụng những cái lá mà nó nổi trên mặt nước á, có thể sử dụng lá môn, lá bạc hà, những cái lá đó thì chúng ta để luôn, còn lá chuối thì chúng ta lấy lên. Chứ không phải là thả giống là các bắt buộc là phải có lá chuối. Thì thả nó là cái chú lá chuối thì bà con phải cho nó chìm xuống nước nha, để khô quá nhiều khi nó bò không kịp á. Ở đây thì chúng ta sẽ thả trong bóng mát. Đấy, bà con phải tạt cái nước lên nha, tạt cái nước lên cho cái lá nó chìm xuống rồi mình thả lên. Giống đây là 20.000 con ký nha bà coi. Mẫu này thì dành cho nuôi thương phẩm thôi, chúng ta sẽ nuôi trong cái diện tích lớn. Chúng ta cần cái đầu con nhiều. Thì con giống thì tất cả các loại thủy sản bà con mua giống thì phải quan tâm tới cái đầu con. Tại vì thương phẩm thì 30 con ký. Còn giống thì 1 kg nó rất là nhiều con. Cứ bổ đồng thôi thì cứ 1.000 con giống. Ngàn con giống thì nuôi đạt thì nó lên được tầm khoảng 30 kg, 30 kg thịt. Tại vì thịt thì loại 1 bây giờ là tính 30 con ký. 30 con ký là loại 1, thì nuôi thì nó sẽ có con lớn con nhỏ thôi. Vật nuôi nào cũng vậy. Thì loại 1 là 30 con ký chúng ta tuyển loại 1 thôi. Còn nếu mà sức cao luôn thì chúng ta sẽ sức sô. Thu thì sẽ lái thương lái nó sẽ thu sô thôi chứ nó không có phân ra, còn mình muốn bán mà phân ra thì mình phải thu tiễn. Thì con ốc này dễ lắm, bà con cứ tầm chiều đó mà con lấy đu đủ hoặc là mít chúng ta nhử nó thì để xuống là nó bu lên thôi, chúng ta có thể vớt và thu tiễn. Thu tiễn thì bán nó sẽ cái giá nó cao hơn, tại vì chúng ta bán tiễn thường bán lời một thôi. Ở đây em sẽ thả giáp hầm luôn. Cao ở đây thì dài tầm khoảng 30 mét, ngang khoảng 4 mét, 120 mét vuông.
thì thả 60.000 con, 60.000 con là vô tư. Con giống thì bao thả nha bà con ơi, chứ cái nuôi con ốc thì nó quan trọng nằm ở cái nguồn nước. Nguồn nước ở đây thì xài nước nước sông thôi, thì nước sông chúng ta bơm thì nó đừng có phèn là được, phèn thì chúng ta sẽ xử lý vôi. Đấy, thả xong rồi nha bà con ơi. Đấy, đây cuối cùng rồi đây, hết luôn rồi, cứ để tự nhiên im một hồi thì nó sẽ tự nó tìm thôi. Đây gặp bèo cám thì mê, nó ăn tầm khoảng chừng mấy bữa thì sẽ thưa hết gì, nhưng mà con nhỏ này nó ăn tầm khoảng chắc phải, nó chỉ sẽ ăn, nó ăn những cái chỗ gần nó nhất, nó ăn một lõm thôi. Bèo chúng ta cứ dưỡng bằng phân bón lá, phân bón lá thì có nhiều loại chúng ta phun lên thôi, cứ tầm khoảng 3 4 bữa mình ta phun lên bèo thì nó phát, là cứ cho nước ra vô. Nuôi ao thì cho nước ra vô nó sẽ nhanh lớn hơn, nước cứ canh nước lớn mình cứ cho vô thôi. Và gãy vôi cặp bờ, gãy vôi mục đích là nhờ mùa mưa nè, mưa này khi mà mưa nó xuống là phèn nó không lên, con này mà phèn lên quá thì chị không nổi, nổi lên hết ạ. Thì ở đây bên em tư vấn và thiết kế ao cũng như là hỗ trợ kỹ thuật đầu ra luôn cho bà con. Đây là mô hình nuôi ao đất. Nuôi ao thì chúng ta cứ gầy bèo thôi, đặc biệt là bèo cám. Ở đây bèo ta tưởng nó ít tí thì cứ dưỡng thêm thôi, cứ phun thuốc thêm thì nó ra. Bèo thì dễ lắm, cứ có thuốc vô phun lên, gãy phân thêm nữa là nó lên. Nó bèo chúng ta cứ chăm bèo cho tốt thì ốc nó sẽ phát triển theo thôi.